mùa xuân đã về. Những hình ảnh này cho chúng ta thấy yêu hơn thế giới thiên nhiên muôn loài quanh mình. Ảnh chim bay là một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm của rất nhiều người yêu thích nhiếp ảnh và yêu thiên nhiên. Bởi vì ảnh chim bay không chỉ đơn thuần là một bức hình đẹp, mà nó còn chứa đựng rất nhiều thông tin về cuộc sống của muôn loài chim. Nhờ sự khéo léo, canh me của người nhiếp ảnh, chúng ta có thể thấy được các động tác di chuyển, hành vi săn mồi hay sinh hoạt của các loài chim trong thiên nhiên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả là những hình ảnh mà dễ làm mềm cho trái tim của mỗi chúng ta, đặc biệt là những hình ảnh rất là trữ tình trong mỗi mùa xuân về, đúng không ạ? Và tác giả của những thước phim, của những tấm ảnh mà các bạn vừa theo dõi như là những nhịp điệu của mùa xuân vừa rồi, đó chính là khách mời trong chương trình mùa xuân ngày hôm nay, khách mời Phạm Anh Vũ, một giảng viên trẻ của khoa khoa học tự nhiên trường Đại học Quy Nhơn. Tuy nhiên bên công việc chính thì anh đã dành niềm đam mê của mình cho những cái hình ảnh rất là trữ tình mà chúng ta vừa theo dõi trong phần đầu chương trình. Vâng, xin chào anh Vũ. Hôm nay mình đặt tên chương trình là Vũ, tức là vừa tên của nhân vật là anh Vũ rồi này, lại vừa tên của chính những cái tác phẩm mà khán giả cũng vừa được thưởng thức qua những thước phim vừa rồi. Đó là những câu chuyện về những loài chim, những cái chuyển động rất là dễ thương. Bạn có thể nói điều gì về cái niềm đam mê với gắn mình với những cái dáng vẻ của Vũ như vậy? Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chào Hiếu Thủy, thì về chụp chim thì đó là một cái đam mê ngoài cái công việc hàng ngày là trên giảng đường rồi. Thì đến với nhiếp ảnh nó cũng là một cái duyên, và đến với cái thể loại mà chụp chim hoang dã cũng là một cái gì đó là định mệnh mà nó gắn với cái chụp hình đối với em hiện nay. Và đây trên tay em là một cái người bạn thân thiết đã song hành cùng em trong những cái chuyến đi săn chim ngoài tự nhiên. Để trả lời câu hỏi của chị Thủy thì chụp chim hoang dã thì gắn với em thì nó là tình cờ, thì cách đây 3 năm trong cái thời điểm mà dịch Covid nó đang là căng thẳng, thì lúc đó thì em cách ly ở nhà thì gần như là 2 tháng. Và trong bối cảnh như thế thì không có cái việc gì để làm, cứ quanh ở nhà như thế là cũng thấy buồn, nên là lôi những bộ máy mà trong nhà mình có ra để quanh trong vườn á, thì tìm cái gì đó để chụp. Thì vườn nhà em thì có rất nhiều cái loài chim nó về, đó là những cái bức hình đầu tiên ghi nhận được những cái khoảnh khắc của những chú chim sẻ sẻ, những chim sâu, hay là cả những cái chim cu vàng nó về nó đậu trên cây, làm em cảm thấy gì đó nó là thích thú đối với những cái khoảnh khắc mà mình bắt được đối với những cái loài chim ngoài tự nhiên. Thì từ đó thì em mới nhận thấy rằng là mình có đam mê thực sự với cái bộ môn này. Nhưng mà chung quy lại thì người ta vẫn nói là muốn làm nghèo đi một người đàn ông không có cách nào nhanh nhất bằng hãy tặng cho anh ấy một chiếc máy ảnh hoặc một chiếc máy quay phim mini, đúng không? Dạ, đó là cái điều mà hoàn toàn chính xác. Bởi vì là khi mà đã gọi là người thầy nói đùa nó là lọt hố vôi rồi đó, thì không thể dứt ra được và càng ngày càng lún sâu. Đã có thiết bị rồi thì mình đã thích rồi đó, thì kiểu gì kiểu sau này mình phải đầu tư thêm, càng ngày càng thêm chứ có ít khi mà bớt đi được. Dạ, nên cái ví của mình ngày càng nó vơi dần đi, nghèo đi là gần thế. Gọi là chụp chim mà chim hoang dã trong cái đời sống thiên nhiên tự nhiên nữa, thì nó chắc chắn là sẽ rất là khó để chúng ta có thể phải dành thời gian đi săn, đi theo đuổi, đi mai phục nữa, đúng không? Dạ. Đối với cái bộ đây là một trong những cái thể loại ảnh gọi là khó nhất trong tất cả thời loại ảnh. Và cũng là cái thể loại ảnh mà có mức đầu tư cũng khá lớn.
lớn cả về vật chất cũng như là kể cả thời gian cũng như là yếu tố về tinh thần của mình nữa. Đó là cái yếu tố đam mê, đủ kiên nhẫn thì mới theo được. Bởi vì có thể là ta biết khu vực phân bổ có loài chim đó, nhưng mà chúng ta không biết là khi nào chúng ta bắt gặp được nó. Nên là cũng có vấn đề chụp được hay không cũng là một cái may mắn nữa trong cái thể loại chụp này. Một số loài mà hiện nay phân bố thì nó theo mùa. Ví dụ như vùng An Lão thì có vùng cái khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên an toàn đó, là một trong những nơi mà có cái số lượng loài chim được thống kê là lớn nhất của tỉnh hiện nay, trên 100 loài. Và trong đó thì có một số loài quý hiếm mà ít gặp ngoài tự nhiên. Ví dụ như là cái chim thiên đường đuôi phước là một trong những loài mà cực hiếm ở địa bàn, hoặc là những cái loài mà di cư thuộc cái danh mục mà bảo tồn nghiêm ngặt của Việt Nam, chứ Việt Nam của thế giới. Ví dụ như là tê màu, hay là chắc mỏ thẳng, chắc mỏ cong và chắc chăn màng, thì những cái cá thể đó em có ghi nhận được. Còn một cái loài mà cò mỏ thìa thì hiện nay thì năm ngoái thì có một số anh em ghi nhận được. Cái khu mà Nhân Bình, Nhân Phú là cái vùng mà ngoại thành, hệ thống sông rồi là ruộng đồng vẫn còn, thì đó là môi trường rất tốt cho các loài chim nước về cư trú cũng như là săn mồi, ví dụ các loài cò, vạc, diệp, hay là các loài mà thường xuyên phổ biến mà chúng ta hay gặp, đó là các loài về bói cá. Thì bói cá này ghi nhận ở khu vực mà sông Hà Thanh cũng như mình thì có ba cái loài phổ biến, đó là bồng chanh, xã đầu đen và xã đầu nâu. Còn khu vực mà ven đầm thì nại thì có một loài thứ tư nữa, đó là xã Cổ Kho. Đó là những loài mà có bộ lông cực đẹp, cực đẹp. Thức ăn của nó là các loài cá. Không chỉ là mê mẩn và dành về cái kỹ thuật chụp hình trong những cái động thái chim nó động như vậy và đứng lại trong một cái khoảnh khắc tĩnh, mà chúng ta còn phải am hiểu về tập quán, tập tính cũng như sự di cư, cũng như là cái tập quán săn bắt mồi của chim rất là nhiều, đúng không? Dạ. Đối với thế loài chụp chim này thì đòi hỏi người chụp á phải có nghiên cứu cái loài mà mình sẽ chụp rất là nhiều, và thông qua mà cái thời gian mà mình chụp đấy thì cái kiến thức về các loài chim mình càng tăng lên. Bởi vì muốn mà tiếp cận được loài chim đó thì phải nghiên cứu là loài chim đó phân bố ở đâu, thức ăn nó là gì, khoảng thời gian nào thì có loài đó đấy. Thì chúng ta trau dồi được cái kiến thức đó, và mỗi loài như thế thì nó có một cái địa bàn cũng như là cái môi trường sống khác nhau á, và thì ta có lại kinh nghiệm mà đúc kết dần. Vâng, các bạn thân mến, khách mời của chúng ta không chỉ là có những cái bức ảnh, có những cái thước phim rất là đẹp về vũ, về chim trong cái chuyển động của chúng, mà còn phải giống như là một nhà khoa học am hiểu chừng mực nào đó về tập quán cũng như là tập tính của các loài chim. Thế thì bây giờ đây mời các bạn hãy cùng theo chân của nhân vật Phạm Anh Vũ trong một lần anh ấy đi săn chim như thế nào trong thành phố Quy Nhơn của chúng ta nhé. Thường vào những ngày cuối tuần, tôi mới có thời gian để dành cho thú vui cô độc này. Nói cô độc, bởi trong hành trình đời của tôi thường tôi đi một mình. Hôm nay, đến chụp của tôi là một đầm nước lợ trong thành phố. Khi mới tờ mờ sáng, mọi người đang chìm trong giấc ngủ, thì tôi đã lên đường theo dấu những cánh chim trời. Ngụy trang hòa mình vào màu của tự nhiên để các loài chim không phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Có những hôm chụp ở xa, tôi phải mang tiêu liều để ngụy trang và cắt me cả ngày. Sau một lúc chờ đợi, thì những chú chim đầu tiên cũng xuất hiện. Tôi đã có một vài cú bấm máy, nhưng khoảng cách là khá xa. Những loài chim mà tôi bắt gặp hôm nay chưa phải là những loài quý hiếm trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhưng với một người chụp chim hoang dã nghiệp dư như tôi thì đây là niềm vui và động lực cho đam mê nhiếp ảnh của mình. Hiện nay số lượng các nhiếp ảnh gia chụp chim hoang dã ở Việt Nam ngày một tăng, song con số đó so với những người cầm máy ở các thể loại nhiếp ảnh khác thì rất ít ỏi. Lý do thật đơn giản, chỉ có những người thật đam mê, thậm chí phải cùng si lắm mới dấn thân chụp chim hoang dã khắp rừng sâu núi thẳm. Trong những chuyến đi của mình, tôi cũng hay bắt gặp cảnh người ta bẫy chim.
những tấm lưới chơi ngang có chủ đích như thế này sẽ dẫn đến tàn diệt các loài chim. Đó là một điều thật xót xa. Trong những lúc ấy, mình sẽ báo cho cơ quan lực lượng ở chức năng ở địa phương hoặc chi hội bảo tồn chim hoang dã ở Việt Nam để họ can thiệp. Trường hợp cảm thấy an toàn, mình sẽ tiêu hủy lưới và cứu những chú chim một cách nhanh chóng nhất. Chập chim hoang dã được xem là thể loại ảnh khó nhất trong các thể loại nhiếp ảnh. Chúng tôi phải tìm hiểu rất kỹ về mỗi loài, như đặc điểm nhận dạng, tên gọi, nơi sống, nguồn thuộc ăn. Ngoài chiếc máy ảnh và hệ thống ống kính chuyên dụng, thì khả năng tiếp cận ánh sáng môi trường và độ kiên nhẫn của người chụp quyết định đến chất lượng những tác phẩm có được. Sau những cú bấm máy liên hồi, tôi đã có những tấm hình rất đẹp về loài chim sả khôn cổ. Chim sả khôn cổ hay sả cổ trắng, chúng thường hay có mặt ở các rừng ngập mặn, rừng tràm và các vùng ngập nước ven biển. Kích thước chiều dài cơ thể của chúng khoảng hơn 20 cm, bộ lông có mặt lưng và đuôi màu xanh da trời, bụng và vòng cổ trắng, mỏ màu đen. Chúng thường kiếm ăn vào mùa sáng sớm hoặc xế chiều. Khoảnh khắc chú chim lọt vào tầm ngắm ống kính để chụp cực kỳ ít ỏi, thậm chí là tính bền dai, đòi hỏi phải bấm máy thật nhanh và may mắn cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng trong thể loại nhiếp ảnh này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những cái khoảnh khắc như vậy để có được một cái bức ảnh rất là đẹp, để có một cái thước phim rất là sống động về tập quán cũng như là về cái vẻ đẹp của các loài chim hoang dã trong thiên nhiên, thì chủ nhân của nó cũng đã phải canh đi canh lại, thậm chí là có lẽ là sẽ phải đi trở lại và canh rất là nhiều lần. Nhiều lúc phải rình cả tuần mà chắc là nhiều khi công cốc trở về. Bạn quan sát như thế thì bạn thấy là tỷ lệ chim di cư về mình nó như thế nào trong một năm trở lại đây chẳng hạn? Trong một năm trở lại đây thì cái số lượng mà chim di cư về ở địa bàn mình á, thì có năm nay thì cái số lượng nó ít hơn năm ngoái. Thì có thể là do một số cái dự án mà đang triển khai ở vùng ven đầm á, thì cũng ảnh hưởng cái môi trường, hoặc là quá trình mà đang cải tạo hệ thống cửa sông của sông Hà Thanh ấy. Thì cũng làm thay đổi cái môi trường sống của nó, hay là thay đổi của cái con nước thì cũng không phù hợp cho cái thức ăn, nguồn thức ăn nên nó không có về. Chính vì vậy mà ghi nhận của em đâu thì số lượng cá thể nó ít hơn năm ngoái. Và trong những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy là có cái cảnh mà Vũ đi săn chim, rồi dĩ nhiên là mặc đồ khoảng ngụy trang rồi đi săn chim, nhưng mà mình có gặp những cái tấm lưới ở bên đường và trong đó có vướng mắc những cái chú chim, nhìn rất là thương, rất là tội, và bạn đã phải gỡ những cái tấm lưới đi như vậy. Thì đây là cũng tình trạng chung hiện nay mà có bãi lưới cũng như săn bắt chim hoang dã. Thì Thủ tướng Chính phủ thì đã có chỉ thị 04 trong cái việc triển khai mà xử lý và bảo vệ các cái loài chim hoang dã ở Việt Nam, để đã đến cái tận cái địa phương để thực hiện các giải pháp ngăn chặn. Tuy nhiên thì ở cái mức độ nào đó thì cơ quan quản lý với cái lực lượng và địa bàn phân bố nó rộng như thế thì cũng có thể là không quản lý được hết. Nên trong quá trình mà đi chụp chim như thế thì không chỉ em mà các nhiều anh em khác thì cũng đã gặp trường hợp là bãi lưới giăng ở ngoài đồng, ở ven rừng vân vân. Thì với cái người mà yêu các loài chim như thế thì thấy cảnh như thế thì anh em cũng chung tay vào cái việc đó là tự mình gỡ tấm lưới đó đi, giải thoát những con chim. Thì khi mà gặp những trường hợp như thế thì bọn em có liên hệ với các anh mà trong chi hội bảo tồn chim hoang dã Việt Nam á, thì cơ quan này được bảo trợ của Bộ Tài nguyên Môi trường, thì nhờ các anh đó thì trực tiếp liên hệ với cơ quan quản lý tại địa phương, họ can thiệp trực tiếp. Trừ những trường hợp mà phải xử lý nhanh thì bọn em mới gọi linh động xử lý, nhưng mà về cái đó thì tùy vào hoàn cảnh. Thực sự là gắn bó với các loài chim, gắn bó với thiên nhiên và có những cái tác phẩm rất là sống động về loài của thiên nhiên, muôn loài nó sống cùng với thế giới đại đồng của chúng ta,
khi mà gặp những cái cảnh như vậy thì mình nghĩ nó rất là buồn. Và mình cũng chỉ mong là trên cái dặm đường bạn săn hình ảnh á, thì là sẽ ít gặp những cái cảnh bất đắc dĩ mình phải gỡ những cái tấm lưới đi như vậy. Đó là cũng mong muốn của nhiều anh em yêu chim và các cái giới mà chụp chim. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngoài những cái khuôn hình, ngoài những cái buổi đi về với thiên nhiên của nhân vật chương trình ngày hôm nay, xem là anh ấy đã và đang làm gì với công việc thường ngày của mình ở trên giảng đường với các sinh viên nhé. Tạm xa thú vui sinh chim hoang dã, tôi trở về với công việc giảng dạy tại bộ môn địa lý quản lý tự nhiên môi trường thuộc khoa khoa học tự nhiên trường Đại học Quy Nhơn. Một ngày làm việc của tôi trên giảng đường với các bạn sinh viên của trường Đại học Quy Nhơn. Những kiến thức về địa lý và môi trường có lẽ đã giúp tôi yêu thiên nhiên này hơn. Vô khám phá một vô loài, trong đó có các loài chim hoang dã. Tôi cảm thấy thật thú vị khi bản thân có được mảnh ghép cuộc sống nhiều màu sắc đến như vậy. Sau những giờ dạy trên giảng đường, tôi trở về cảm giác được làm mình trong những lúc như thế này, thoải mái và tĩnh tại. Thời điểm chụp đẹp và có thần thơ nhất đối với một con chim là khi nó chưa phát hiện ra có người đang chỉ ống kính về mình. Mọi khoảnh khắc khi ấy được ghi lại một cách tự nhiên nhất, không có sự cảnh giác hay đề phòng. Chụp chim hoang dã là một thú vui, nhưng đó là thú vui vất vả, thậm chí là gian khổ. Bên rừng, lội suối, lang thang trong rừng dài ngày, thậm chí có những nguy hiểm luôn rình rập. Đó là tất cả những thử thách mà những người chụp chim hoang dã phải chấp nhận. Vũ, cái tên ba mẹ đặt cho tôi vô tình lại gắn liền với những cánh chim trời, những cú tung cánh trong không trung, như những vũ khúc điệu múa của các loài chim hoang dã. Vâng, các bạn thân mến, quả là tôi nghĩ là có một cái cuộc sống rất là thú vị khi một cái bên mà rất là mô phạm, truyền đạt kiến thức, truyền đạt kinh nghiệm, truyền thụ cái kiến thức cho các bạn sinh viên, mà một bên là chúng ta có thể tung tẩy được, dành được cái khoảng thời gian đi ra với thiên nhiên bên ngoài, thì mình nghĩ là hai cái ranh giới của cái cuộc sống đó nó làm cho mình cảm thấy phong phú hơn rất là nhiều trong cái cuộc sống tinh thần chứ. Và trong cái quá trình mà đi chụp chim như thế thì theo Vũ phát hiện ra là cái loài chim nào có dáng vẻ đẹp nhất hiện nay có ở trên đất Bình Định mà bạn chụp được? Loài chim mà dáng vẻ mà đẹp, thật ra thì em là bỏ lỡ, loài chim bỏ lỡ rất là đáng tiếc, còn chưa được ghi nhận. Đó là loài thiên đường đuôi phướng. Thì cái loài này là vừa rồi, hè vừa rồi thì rất nhiều anh em khi mà phát hiện á thì đã di chuyển lên an toàn An Lão để chụp trong thời gian rất là ngắn. Còn mà loài, một số loài khác mà hiện nay mà có màu sắc mà đẹp, bộ lông sặc sỡ, thì nó lại những cái loài mà chúng ta hay gặp ngoài tự nhiên, nhưng mà nhiều lúc mà chúng ta không biết nó là loài chim gì. Ví dụ như em kể ra, ví dụ như là trẩu, xã đầu nâu, xã đầu đen, hay là vòng chanh, hay người ta gọi là chài chài, tiếng địa phương mình gọi là chài chài, hay là xã Phú Kho, là những loài mà có bộ lông rất sặc sỡ ngoài tự nhiên mình. Ở bên cạnh đó, những loài mà có kích thước lớn mà cũng ít gặp, cũng là thuộc cái nhóm mà di cư ở địa phương khác về, đó là những cái đàn diệt sáp. Mình thấy ở trong hình ảnh cũng như trong clip mình đã từng được xem của Vũ á, thì là mình thấy có những cái loài chim, một bạn chim thôi nhưng mà có rất là nhiều những cái mảng màu lông rất là sặc sỡ. Mình nghĩ là không lẽ trong môn loài chim lại có những cái bạn chim tự làm mình sặc sỡ thế sao? Hoặc là mình nghĩ là có khi nào các nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp mà muốn cho tác phẩm của mình đẹp cho nên là họ sẽ tìm cái cách là ví dụ như bắt chim rồi nhuộm lông, hoặc là có một cái kỹ thuật nào đấy trong cái việc tăng màu sắc của hình ảnh lên không, để cho cái bạn chim đấy trở thành một cái tác phẩm nghệ thuật quá đẹp về ngoại hình đi. Đối với thể loại chụp chim thì
nó ghi nhận đó là phản ánh cái chính xác về màu sắc, hình dáng của các loài. Nên là chụp chim thì thể loại mà em, cá nhân em là hạn chế tác động của kỹ thuật, ví dụ Photoshop, các phần mềm mình chỉnh sửa ảnh, nó hạn chế tác động, làm sao nó giữ cái độ chân thật nhất của cái đối tượng mình chụp. Trừ trường hợp là cá thể đó vì một cái lý do, ví dụ đột biến hoặc là quá trình là lai tạo trong tự nhiên mà nó có sự biến đổi trong cái gen chẳng hạn, thì nó làm thay đổi màu lông, thì đó những trường hợp rất đặc biệt. Ví dụ thì em có ghi nhận đó là cái loài bói cá đó, bói cá mỏng chanh mình đó, thì có những cái cá thể mà nó bị đột biến thì màu lông không phải là màu xanh cam mà nó có màu trắng giống như bạch tạng, thì có một vài cá thể như thế nó khác biệt như thế. Với Vũ thì Vũ cảm thấy mình ưng ý nhất với bộ ảnh nào, hoặc là với cái tập quán nếp sinh hoạt như thế nào của các bạn chim để mình có thể có được những cái bức ảnh và clip rất là sống động? Đối với em thì cái trong cái chụp chim á, thì em lại thích cái những khoảnh khắc mà action, cũng là bay hoặc là tung cắm hoặc là bắt mồi của các loài chim. Nên là phần lớn cái khung ảnh của em chụp thì canh những khoảnh khắc đấy. Gọi là khoảnh khắc chuyển động đó. Đúng rồi ạ. Thì cái khoảnh khắc mà đóng băng cái một chuyển động của vật thể là luôn luôn tạo cảm giác hứng thú cho người tác giả cũng như người xem. Nên là khi mà chụp được khoảnh khắc đấy, thường anh em ồ nhau, cười ha hả với nhau, làm rất vui mừng. Và để ghi nhận được khoảnh khắc đấy thì ngoài cái việc đó là mình tiếp cận được rồi, thì cái thiết bị mình sử dụng đó, nó đủ nhanh, nó đủ bắt kịp, theo kịp cái những cái chuyển động của chủ thể. Thế thì bây giờ chúng ta thưởng thức một vài những cái chuyển động như vậy, một vài những cái đứng hình như vậy của tác giả Phạm Anh Vũ trong những cái khoảnh khắc giao mùa, những khoảnh khắc mùa xuân như thế này. Vâng, các bạn thân mến, quả là những cái khoảnh khắc mà tôi nghĩ là chúng ta cũng cảm thấy mềm lòng, rất là thấy yêu thiên nhiên hơn khi mà xem những cái khoảnh khắc như vậy. Câu chuyện nào hoặc là trong quá trình săn chim mà em cảm thấy là mình sẽ phải trở đi trở lại và theo đuổi cái đề tài rất là nhiều lần và nó đặc biệt thu hút mình không? Nó làm khổ mình không trong những cái cuộc đi săn? Có lẽ mà một trong những cái loài chim mà em thấy thú vị đó là loài nhàn sông. Bởi vì nhàn sông thì hiện nay có rất nhiều loài, trong đó cái nhàn trắng và nhàn xám thì phổ biến của mình là như thế. Thì cái nhân đây thì em kể một câu chuyện mà gắn liền vì sao em phải theo ghi nhận cái khoảnh khắc, vì loài nhàn là cái loài là săn mồi ở sông hoặc là vùng hồ, và những cái cú lao ở trên không, đập cánh trên không và lao thẳng xuống mặt nước và lướt trên mặt nước khi mà gặp được con mồi, nó là những cái mà cực kỳ thú vị. Và con khách mà nó, con chim dừng lại trên không và đập cánh dừng trên không, tưởng tượng giống như chim ruồi đó, thì đó là cái mà nó tạo ra những cái khoảnh khắc mà người cho em là người chụp đó cảm giác là cực kỳ là thú vị và nó có gì đó rất thu hút. Và đúng với cái gu của em là đó là chụp action. Và một trong những kỷ niệm mà không thể quên là tháng 11 năm 2022, là cánh đồng mà ở ngoài Nhân Phú của mình đó, thì vào mùa gặp nước chú Nguyên đó, ông đi ngang ông thấy là một bầy nhàn khoảng là gần 100 con đang trao lượng, một cái lao xuống ở cánh đồng đó là bắt mồi. Chú gọi liền cho em là lập tức hai chú cháu là băng ra đồng liền và chụp từ lúc là 9 giờ tới là 3 giờ chiều, bỏ buổi trưa hai chú cháu ở ngoài đồng để chụp. Và thật sự là lần đầu tiên mà nhận thấy rằng một bầy nhàn nó đông như thế và nó bắt mồi, nó lao xuống liên tục những cái pha action đó, là hai chú chó mà tranh thủ ghi nhận, vì là một khoảnh khắc mà chỉ có thể là gặp một lần duy nhất trong đời. Vâng, như thế thì chúng ta có lẽ là rất nên thêm một lần nữa chiêm ngưỡng những cái khoảnh khắc rất là nghệ thuật của các loài chim trong thiên nhiên. Đây là những tác phẩm tôi thu hoạch được trong một thời gian 3 năm mới mẻ theo đuổi thể loại chụp chim hoang dã. Ảnh chim bay là một trong những chủ đề thu hút người xem và những người yêu thiên nhiên.
Nhờ sự khéo léo của người chụp mà chúng ta có thể thấy các động tác di chuyển, hành vi săn mồi hay sinh hoạt của các loài chim trong tự nhiên một cách đầy sinh động như thế này. Một vài giải thưởng ở những cuộc thi quốc tế và trong nước là nguồn động viên cho tôi trên hành trình săn chim hoang dã, nuôi dưỡng đam mê với từng cú bấm máy của mình. Trong thời gian 3 năm qua của mình, số lượng hình chim tôi đã chụp rất nhiều. Tuy nhiên có khoảng 10 bộ hình ưng ý nhất về 10 loài chim được chụp hầu hết ở Bình Định. Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm, một câu chuyện cuộc sống mà tôi trân quý. Bất cứ khi nào nhìn vào muôn loài sinh sống, san sẻ và đồng hành, tôi đều thấy cuộc đời này đáng mến. Không lấy gì chúng ta không trân trọng và không yêu thương muôn loài trong thiên nhiên. Từ chim muông đến cây cỏ, chúng đều đáng yêu, đáng quý, cần phải được bảo vệ. Với điểm đa dạng và phong phú của loài lông vũ, chụp chim hoang dã cũng là đa xu hướng mới trong nhiếp ảnh hiện nay, thu hút rất đông người trẻ yêu thích và khám phá, qua đó góp phần khai thác và bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của chúng ta. Cũng như muôn loài khác thì mùa xuân là mùa bắt đầu của cái sự sinh nuôi nảy nở, thì xuất hiện cái loài mà đặc trưng cho mùa xuân, ví dụ như là loài chim vần khuyên. Thứ hai là một số loài mà chim hút mật, nó đặc trưng, nó chỉ xuất hiện vào gắn liền với những loài hoa của mùa xuân. Hiện nay ví dụ như là mùa xuân chim hút mật mà 5 màu hoặc 7 màu thì nó lại xuất hiện nhiều. Và rất là ngạc nhiên những cái hình ảnh quá đỗi thanh bình, bình yên và dạt dào sức sống như vậy. Nó lại là ở ngay rất là gần chúng ta đây thôi chứ không phải xa xôi nào, đúng không? Dạ. Thì những khoảnh khắc mà em hay chụp những bà con nông dân hay cảnh ruộng đồng thì chụp quanh Quy Nhơn mình thôi. Những khu vực ví dụ như là ngoài Bảo Lát của Quy Nhơn mình hay là Nhân Bình, Nhân Phú, có những cánh đồng đó thì thường ghi nhận những cái khung cảnh mà bình yên. Thì mục đích của em chia sẻ để thấy cảm nhận thấy rằng là ở ngoài loài chim tự nhiên ở kia, cuộc sống tự do của loài chim tự nhiên ở kia thì nó có những cái khoảnh khắc mà tuyệt vời đó, nên là chúng ta nên là có cái ý thức nào đó chúng ta giữ gìn và bảo vệ cái môi trường sống của nó đó. Để chúng ta không chỉ bây giờ ta còn nhìn thấy mà chúng ta có thể nhìn thấy những khoảnh khắc đó nhiều lần nữa. Vâng, và tôi cũng mong ước như vậy ạ, bởi vì có như thế thì khán giả của chương trình và chúng ta nữa mới được thưởng thức những cái khoảnh khắc vũ, khoảnh khắc chim múa, khoảnh khắc đứng hình lại, những cái sinh hoạt rất là độc đáo của tập quán sinh hoạt các loài chim. Và chúng tôi hy vọng rằng những cái hình ảnh đẹp như thế sẽ lưu lại trong trái tim của chúng ta để chúng ta sẽ có một cái động thái là bảo vệ, để rồi thiên nhiên, mẹ thiên nhiên cũng như là các loài chim đẹp sẽ cùng đồng hành với cuộc sống của con người chứ. Được cảm ơn Phạm Anh Vũ rất là nhiều khi đã đến với chương trình mùa xuân hôm nay. Tôi nghĩ đó rất là ý nghĩa đấy ạ. Chúc bạn khỏe và tiếp tục có những cái bộ hình, những cái tác phẩm ý nghĩa thật sự là ưng ý. Còn bây giờ trước khi chúng ta nói lời chia tay với khán giả thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với những cái câu chuyện mùa xuân của những bác nông dân, đến với câu chuyện mùa xuân của thiên nhiên qua những khuôn hình nhé. Và đến đây xin được nói lời chào, chúc các bạn đón một mùa xuân vui, hạnh phúc và bình an. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.